khu vừa khoảng gần 20 công ngoài đó thôi. Là cái ý nó muốn làm cái vườn nó là có cái trái rồi kia, tức là thế này vậy. Ngoài đó thì nó làm cái mương rãnh đâu ra đó, bờ đất đâu ra đó, rồi nó trồng mà dừa hết cái bờ bao luôn. Bây giờ dừa có trái rồi, một cái cây dừa bây giờ có trái từ 30-40 trái đó. Rồi dừa nguyên cái bờ bao đó, đồng thời trồng kế đó là cốc, cốc là có trái lâu rồi. Rồi nó trồng cao quýt, rồi trồng mà sa kê, trồng là cái cây hồi đó đầu tiên thì trồng cây bằng lăng, rồi cây liêm sạc, mấy cây đó lớn hết rồi, cây đó lớn rồi, lớn thì có thể đấy, cái lớn cũng tới này. Là bây giờ khoảng 4-5 năm gì đó. Rồi. Thấy hình không? Thấy hình nó mới được nha. Ai đếm cái đi, ai đếm cái 1 2 3. Rồi sao ha? Rồi, xong xong. Rồi, chụp đây. Chụp đâu? Bấm đâu? Ôi, này, rồi, đây này. Bác vô. Rồi, Vũ ơi, vô luôn đi bác ơi, Vũ ơi. Rồi, cho các bạn thấy hết không? Em thấy hết không? 1 2 Rồi, về ha. Rồi. Rồi. Singapore, Thái Lan, đó là ở đây là có những cái cuốn là album nè, đây là cái tượng hình của Singapore nè, đây là cái chiếc thuyền đó, thì nó chặn hết trơn, và đây cái đoàn mình là nó nè, đứng đây nữa không, cái đây là trình dán máy bay của mình đi qua cái hải quan đi qua Singapore đó, đó, còn mình này là tới Singapore nè, ở đây là kỳ lúc được 5 tuổi, đó, nó đẹp vô cùng luôn à, đó. Thì đây là những cái cảnh ở trên cái chỗ mà chờ sân bay của Singapore đó, để mà mình đi ra đó, đó rồi Hiển nè, đi chung cho một đoàn, là một đoàn dân nè, đây là nó ở dân nè, với Kỳ Kỳ quá trời đẹp, có cái hình ra nè, đó, đó, nó em dân với Kỳ Kỳ còn nhỏ lúc ở Singapore, đó đây là cái những cái tượng tháp của Singapore rất là đẹp, đó đây nữa nè, là nó ở dân. Và lúc Singapore này đang có bầu Thi đó. Chú để tài chỉ xin ra vô đó. Ở đây là lúc mà Kỳ Kỳ đây, nhưng mà anh Dân đang có là mang là Thi đó. Hiển nè, Kỳ Kỳ đó. Chú có Singapore là Hiển để đẩy chiếc xe. Rồi đẩy xe sợ Kỳ Kỳ đi mỏi đó. Đó là chung hết trơn là như là đi cả đoàn hai bên gia đình đó. Mình với bên cô rồi mà đi hết trơn đó. Đó. Cái đường vòng của chỗ mà tượng con sư tử đó. Đó do đó giờ mình lại những quen bơm này. Bây giờ thì nó vui nhưng mà đồng thời là những nỗi buồn cũng rất là lớn.
đó là đi chung kỳ kỳ lúc có 5 tuổi này, bây giờ nó đã lớn rồi, bây giờ nó là năm nay là qua cái Tết này được 14 tuổi. Hồi cái lần đầu tiên là lúc nó đưa mình ở là sân bay này đó không, tóc đầu trình với hải quan để mà đi, nó đi qua đó. Còn đây là cái biểu tượng là của Singapore, thì em được trang đầu nè, đó trang đầu là của Singapore. Còn có những cái quyển đi Thái Lan nữa, đi Thái Lan rồi rồi đó, rồi đó, thấy chưa? Đó là bắt đầu mình đáp xuống là sân bay của Singapore này đó, là sân bay Singapore. Đó đi chung cả đoàn là cha mẹ rồi con cái rồi đoàn tụ là vui vẻ. Đó là mình bắt đầu đi vô khách sạn đó. Đó là vô khách sạn. Đây là cái hồi nhỏ đi cô. Không, đây họ sẽ quay cảnh cho em đó. Anh quay mấy cái cảnh trước chứ. Rồi đây là cái hình của A Dân với Kỳ Kỳ. Lúc này là mang thai của Hi Hi. Đó, để xe lên, rồi lên dốc đó, tại sao Kỳ Kỳ đi bộ mỏi á. Năm tuổi. Còn bên đây là cái hình hiện dạ, bây nhỏ. Giờ mình hình nhỏ hay coi ha. À, hình nhỏ. Thằng cô thằng là anh bên đây nha. Rồi lại với cô. Rồi, ở đây là cái cảnh mà hồi mình còn ở trường cho thằng 1. Ở với làng xã Tân Nhận Đông á, lúc là cái trường em dạy đầu tiên đó. Ở đây ở khu tập thể nè, thì cái hình này là em với anh là chụp là Bồ Tát đó, kế bên phòng của thằng Hưng. Rồi bây giờ cô lấy cái điện thoại ra mình coi mấy cái YouTuber nó là mậy mạ để cô quay nha. Rồi con có chụp hình những nhỏ nè, họ cô sẽ quay sau để quay cảnh rộng rộng hết, cho nó xong hết rồi quay trên cầu. Nhưng mà giờ qua cái chuyện mà con mình chết rồi đó thì mình đau buồn. Tức là mỗi một cái ngày tùy là con đi thì trong đó là ngày 29 là nó bị lúc, tức là Covid đó. Rồi em con mới nói là cậu á là nghỉ Noel với Tết Tây được 10 ngày, cậu sẽ qua thăm con. Cái nó thì nó thôi để con qua thăm cậu mà hai cậu cháu làm gì đó, tại phải đi máy bay bao nhiêu tiếng rồi. Rồi xong con mới không cho, mới thôi dịch Covid ở đâu ở đó đi. Cái mình nói vậy tưởng nó không đi, cái bữa đó đâu 4-5 giờ chiều vậy đó, nó gọi con nó cũng có xe bên bển gần sáng mà sao nó gọi mình. Cái nó chụp hình á, mẹ con ở sân bay nè, cái live stream cô á, nó ủa con đi sân bay đi đâu, em đi qua cậu chơi vài ngày con về mẹ. Đó thì trong khi đi đó, rồi bữa trưa đó là con gọi là tối bên đây thì nó nói con đang đi ăn phở gia đình cậu nhiều người quá à, thôi để mai con về rồi con gọi mẹ nói chuyện nhiều hơn. Cái đêm nào cô nó cũng nói chuyện cho á, thầy thì nhiều khi á thầy bệnh cô kêu đi ngủ sớm. Đó là khi là tới tối mình đợi vợ làm trưa đó nghỉ á. Cô chú qua bên kia mình ngồi mình đọc cái đơn á. Tân cô Long mới gửi cô cái cổ đi đằng bán rau nè, là kể về ông Hà Lan nè. Có. Cô mới gửi không? Mới đây à? Chút nữa chút nữa cô nói chuyện với chị. Rồi bây giờ sao? Ngồi cậu cái đơn trình bày. Thì theo. Cắt lại đi. Tập trung cái này. Thì như là anh thấy đó, cái sự chịu đựng của em với anh trong câu chuyện của con mình nó quá rồi. Tức là mình chỉ để thu gọn trong gia đình thôi, nhưng mà giờ qua sự hướng dẫn của mấy đứa học trò lực bên của em đó, thì nó bảo mình giờ là không chịu đựng được nữa, phải làm đơn trình báo đến công an của theo một cái hệ thống, nên phải đi từ tỉnh Đồng Tháp trước, và Đồng Tháp này sau người ta mới gửi lên từ cấp trên. Thì đây là đơn trình báo này. Mình gửi vào ngày 6 tháng 2 thì nhớ như là ngày 25 âm lịch đó. Thì do là người ta sắp nghỉ Tết rồi, đến giờ thì là người ta hiện mình qua Tết. Nhưng mà trong cái thời gian này thì những cái kênh mà chủ yếu là buôn sống mình này, như là Nam Đồng Tây nè, đúng không? Rồi là Nguyễn nè, là thu tiền Tây Đô. Thì những cái người này là không có đến là gì cả đó. Mà lại là vu khống mạ lị nhục mạ một cách là rất là nặng nề. Nên ở đây là mình đã ghi rõ cái nội dung trình báo rồi. Và trong đó thì qua cái nghiên cứu thì cái điều 155 đó là tội làm nhục người khác nè, với là điều 156 là tội vu khống. Thì bây giờ từ dân sự thì bây giờ mình muốn yêu cầu là phải qua hình sự để xử lý những cái YouTuber này nè. Bây giờ là coi như là quá nhục mạ rồi vu khống mình, là tội là đánh bài đánh đề, rồi là mượn nợ thiếu nợ, rồi chửi mình là nào là vô đạo đức chủ cả. Nên cái sự chịu đựng mình cũng giới hạn thôi. Bây giờ mình phải là trình báo để mà mời các youtuber này, đúng không, đến làm việc để cho rõ cái vấn đề ai đúng ai sai.
một cách là rõ ràng đó. Thì đây là tờ đơn trình báo mình đã nộp vào ngày 6/2/21. Bây giờ thì để cho dễ thì anh là chủ hộ, em để cho ông đứng tên luôn nha. Đó, rồi làm đơn trình báo nêu lên những cái người mà đã là hạ nhục rồi vu khống mình, thì cái nội dung mà còn lại đây thì riêng về cá nhân thì bây giờ nó có nhau qua cái trắng này, mặc dù là con dâu trước mình giờ như là con ruột đi, tại vì mình với nó những cái sự đồng thường và nó bị vu khống là từ cái cô kia là dắt 13, bây giờ nó đổ ngược lại là cá nhân lại dắt 13. Tham quan với sở dục nè ở Nha Trang, lúc đó có 3 tuổi đó, thấy không? Rồi chụp ở Hồng Trồng nè, rồi chụp ở Tháp Tràm nè, rồi nó đi xe cứ quẹo 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 đó, mấy chú ở sở giáo dục cứ cười nó hoài á. Còn sau con kia Nha Trang là cái hình này Đà Lạt, lúc đó 3 tuổi nè, có tắm biển nè, thấy không? Rồi đây cởi ngựa này với anh nè, đó, đó, quá trời đẹp. Hồi đó là em với anh cũng đều còn ốm, nên là đi với nó. Đó, rồi ở đây là cái hoạt động cái trình tự thì em có để album là theo từng cái ngày tháng đó, là coi như của nó bằng này gần sau nè, coi đó là sinh hoạt cái lớp của nó nè, đó là với bạn bè của nó. Rồi lúc anh làm giáo viên ở bình kiểu là các thi tinh học rồi nè, nó rất là nhiều đó, là lúc mà Hiển đang lớn lên. Còn ở đây là cái hình nó còn nhỏ. Còn cái này là khi mà đi ca ở châu Âu vậy nhớ không? Cái kia bên đây là mua vé hết trơn là nó dẫn đi là Singapore, Thái Lan. Đó là ở đây là có những cái cuốn là album nè, đây là cái tượng hình của Singapore nè. Đây là cái chiếc thuyền đó, thì nó dẫn hết trơn. Thì đây cái đoàn mình là nó nè, biết đây nữa không? Cái đây là trình vé máy bay mà mình đi qua cái hải quan đi qua Singapore đó. Đó. Còn mình này là tới Singapore nè. Ở đây là Kỳ Kỳ lúc được 5 tuổi á. Đó, nó đẹp vô cùng luôn à. Đó. Thì đây là những cái cảnh ở trên cái chỗ mà chờ sân bay của Singapore đó, để mà mình đi ra đó. Đó, rồi Hiển nè, nó đi chung cho một đoàn. Là một đoàn dân nè, đây là nó ở dân nè. Với Kỳ Kỳ quá trời đẹp, có cái hình ra nè. Đó. Đó. Nó em dần với Kỳ Kỳ còn nhỏ lúc ở Singapore. Đó, đây là cái những cái tượng tháp của Singapore rất là đẹp. Đó, đây nữa nè, mình nói anh dân. Và lúc Singapore này đang có bầu thi đó. Chú để tài chỉ cho tôi đi chú. Ở đây là cướp mà Kỳ Kỳ đây. Nhưng mà anh dân đang có là mang là thi đó. Hiển nè, Kỳ Kỳ đó. Lúc đó Singapore là Hiển đẩy chiếc xe. Trời, đẩy xe sợ Kỳ Kỳ đi mỏi đó. Đó là chung hết trơn, là coi như là đi cả đoàn hai bên gia đình đó, mình với bên cô rồi là đi hết trơn đó. Đó, cái đường vòng của chỗ mà tượng con sư tử đó. Bây giờ đó, giờ nhìn lại những quen bơm này bây giờ thì nó vui, nhưng mà đồng thời đó là những nỗi buồn cũng rất là lớn. Đó là đi chung Kỳ Kỳ lúc có 5 tuổi này, bây giờ nó đã lớn rồi. Bây giờ nó là năm nay là qua cái Tết này được 14 tuổi. Đúng không? Hồi cái hình đầu tiên lúc nó đưa mình ở là sân bay này, thấy không? Bắt đầu trình vé hải quan để mà đi. Đó, đi qua. Đó, còn đây là cái biểu tượng là của Singapore thì em được trang đầu nè. Đó, trang đầu là của Singapore. Còn có những cái quyển đi Thái Lan nữa. Đi Thái Lan. Đó. Thấy chưa? Đó là bắt đầu mình đáp xuống là sân bay của Singapore nè. Đó là sân bay Singapore. Đó đi chung cả đoàn là cha mẹ rồi con cái rồi đoàn tụ là vui vẻ. Đó là mình bắt đầu đi vô khách sạn đó. Đó là vô khách sạn. Đây là cái hình. Không, đây họ sẽ quay cảnh cho em đó. Anh quay mấy cái cảnh trước chứ. Rồi đây là cái hình của cái dân với Kỳ Kỳ. Lúc này là mang thai của Hi Hi.
Hồi đó để chiếc xe lên. Rồi lên dốc đó, tại sao chị đi bộ mỏi á. Năm tuổi. Còn bên đây là cái hình. Dạ, bây giờ là mình hình là nhỏ hay coi nha. À, hình là nhỏ. Khang là anh bên đây nè. Rồi lại với cô. Rồi, ở đây là cái cảnh mà hồi mình còn ở trường Châu Thành 1, ở với là xã Tân Nhận Đông á, lúc là cái trường em dạy đầu tiên đó. Ở đây ở khu tập thể nè. Thì cái hình này là em với anh là chụp rồi mùa Tết. Đó. Kế bên phòng của thằng Dạ rồi bây giờ cô lấy cái điện thoại ra mình coi mấy cái YouTuber nó tầm bậy bạ để cô quay. Rồi con có chụp hình hình nhỏ nè. Còn cô sẽ quay sau để quay cảnh cộng cộng hết cho xong hết rồi quay trên cộng. Nhưng mà giờ qua cái chuyện mà con mình chết rồi thì mình đau buồn. Tức là mỗi một cái ngày đó thì các cái kênh là coi như là nó chửi rủa là coi như là quá trời đó.